Lý do em đến với cuộc thi, thứ nhất là muốn chứng minh bản thân mình. Thứ hai là em muốn truyền tải đến mọi người một thông điệp: học sinh Đào Duy Từ luôn năng động, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng. Cuộc thi đã đem lại cho em những trải nghiệm mới mẻ mà em chưa từng được thử. Bên cạnh đó là những sự nỗ lực mà đến bây giờ em mới có thể cảm nhận được là mình có thể làm được những gì, sau đó có thể phát triển bản thân mình hơn mỗi ngày. Em cảm ơn nhà trường đã tạo ra một hội thi để lại dấu ấn sâu sắc trong tuổi học trò của em. Con cảm ơn bố mẹ, thầy cô đã luôn động viên và sát cánh cùng con trong suốt cuộc thi. Em tên là Trần Thị Kim Oanh, lớp 11A1B, trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ Hà Nội, số báo danh 049.